Chào các chế. Hôm nay tôi sẽ mở hộp nhanh sản phẩm viên uống tăng cân, bồi bổ sức khỏe with Rumwet của Indonesia. Sản phẩm thì được xách tay. Thì sau đây tôi sẽ mở hộp nhanh sản phẩm. Đây là sản phẩm của Indo, như vậy là xách tay về Việt Nam. Các chế nhớ nhé, sản phẩm này là hàng Indo, hàng Indonesia, được xách tay theo đường không Việt Nam. Thì hàng chúng tôi nhập về thì các chế có thể nhìn thấy rất sắc nét, loạt này có tem đảm bảo nhé. Các chế có thể thấy đấy, 25 viên, mã vạch Made in Indonesia, sản xuất bởi công ty Lucha Manlu Factoring Indonesia. Đây là rất sử dụng và các chất rất sắc nét đẹp nhé, người rất đẹp. Rồi sau đây tôi sẽ mở hộp sản phẩm luôn. Ra một hộp sản phẩm. Sản phẩm bao gồm 25 viên, tháng 9 2021 nhé. Tem đảm bảo này, with Rumwet. Các thành phần, tem dán ở nắp hộp. Viên có 25 viên hình con nhộng, các chế có thể nhìn qua đây rất rõ ràng. Có thể lấy ra. Rất chặt. Lấy ra sẽ bị rách tem. Vậy là các chế nhớ nhé, đây hình viên con nhộng này, 30ml này. Và các chế nhớ là uống một viên. Và đây sau khi đã được xách tay về thì sẽ đóng gói và sau đó sẽ làm hướng dẫn bằng tiếng Việt rất rõ ràng. Không nên dùng cho phụ nữ có thai và trẻ em dưới 22 tuổi. Giữ ở nơi khô mát. Một viên mỗi đêm trước khi đi ngủ. Rồi. Đây tôi sẽ check mã vạch sản phẩm. Chúng ta vẫn dùng phần mềm iCheck. With Rumwet. Rồi, như vậy là sản phẩm rất đảm bảo. Thì chúng ta có thể dùng một hộp sau đó để tránh hiện tượng nhờn thuốc. Chúng ta xem liệu trình của nó sẽ gồm là 3 hộp. Chúng ta sẽ uống. Sau khi đó đạt đến cơ thể ổn định rồi, chúng ta cách 2 ngày chúng ta uống một viên để cho cơ thể thích ứng. Vậy tôi đã mở hộp xong sản phẩm Rumwet. Cảm ơn các chị đã xem video.